Theo quyết định, đồng chí Lê Huy, trưởng phòng thanh tra kiểm tra số 2, Cục Thuế tỉnh, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tránh Thanh tra tỉnh, thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2023. Trao quyết định và chúc mừng tân Phó Tránh Thanh tra tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, tin tưởng trên cương vị công tác mới, đồng chí Lê Huy sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, tiếp tục phát huy năng lực kinh nghiệm để cùng tập thể thanh tra tỉnh tham mưu hiệu quả cho ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng đưa tập thể cơ quan thanh tra tỉnh ngày càng phát triển đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới